Xin chào anh em nhé. Hôm nay em lên đầu xuân chia sẻ cho anh em cái giống mít Phù Luông. Đấy, cái cây này cao 1m8 luôn anh em này. Đấy, bản lá cực kỳ to luôn anh em nhé. Thân đã đạt đến phi 24 rồi. Em quay lại gần đây. Đạt đến 24 rồi anh em nhé. Đây mọi người nhìn này. Đấy. Đây. Đấy, rất kinh khủng luôn. Đấy. Bản lá này. Em quay cho anh em xem cái bản lá. Đây nhé. Đây cái bản lá này hôm trước đo là 7 cm này. Bản lá mít Pù Luông thì các bác biết rồi, một cái dòng mít lá gân đẳng cấp ở Thanh Hóa. Đấy. Đây nhá, 7 cm nhé. Đấy. Đây bản dưới của nó này. Lá dưới, đấy, lá rất là to. Lá trên này thì cũng bằng đấy, còn những lá trên này thì nhỏ hơn một đây, chút. Đây gân của nó này. Đấy các bác nhìn này. Còn em giới thiệu luôn cái giò mít yêu vợ trước lấy của bác Linh Họa Mi Hót. Đây. Lá nó xếp đều tăm tắp như này anh em nhé. Đấy. Đây. Phải nói là nó quá đẳng cấp luôn. Xếp đều tăm tắp. Em mở bát đầu xuân cho các bác ở đây hai chậu này. Em bán đồng giá là 30.000 một ki. Một mắt đấy anh em nhé. Cái giống mít này phải nói là các bác nó xanh quanh năm. Hôm nay là ngày mùng 5 Tết nhưng mà xanh từ đầu năm đến cuối năm luôn. Mà nhìn nó rất là đẹp. Đấy. Lá dưới chân này không rụng một lá nào luôn. Chỉ có mỗi phân dê thôi cả nhà nhé. Đấy, lá nó gần như này. Đấy, 30.000 một ki anh em nhé. Các bác mua thì nhắn tin số điện thoại em để ở dưới cái video. Em chắc tầm khoảng có khoảng 20-30 ki thôi. Em xin chào tất cả anh em. Đây là hình ảnh những cây mà em vừa cắt xong nhé. Có thể ở trên cây các bác nhìn nó không rõ nhưng mà đây em cho các bác xem này. Đây, cái thân nó phình to, kinh điển luôn. Đây mít hàng tuyển chứ không phải hàng vớ vẩn. Mít Pù Luông thì anh em biết rồi. Ở những cái thân dưới này có thể nó không đạt đến phi 24 nhưng các bác nhìn những cái đoạn to to như này. Đấy, bác nào có nhu cầu thì nhắn cho em nhé.